Thưa quý thính giả, hôm nay ngày 3 tháng 3, lễ thánh Catherine Rexel. Đài phát thanh lòng Chúa thương xót kính mời quý thính giả nghe về cuộc đời của thánh Catherine Rexel qua giọng đọc của Maria Kim Thúy. Thánh Catherine Rexel, sinh năm 1858, qua đời năm 1955. Nếu cha bạn là một ông chủ ngân hàng quốc tế và bạn có xe lửa riêng, có lẽ khó để bạn bị lôi cuốn đến những công việc tình nguyện cho người nghèo. Nhưng nếu hàng tuần mẹ bạn dành 3 ngày để tiếp đón người nghèo và cha bạn dành nửa giờ mỗi ngày để cầu nguyện, có lẽ không khó để bạn hy sinh cuộc đời cho người nghèo và cho đi 12 triệu đô la. Đó là điều mà thánh Catherine Drexel đã thực hiện. Ngài sinh ra ở Philadelphia, Hoa Kỳ, năm 1858, và là cô con gái thứ hai của ông bà Drexel. Sau khi chào đời được 2 năm, thì người mẹ ruột từ trần. 2 năm sau, cha ngài tái hôn và họ có thêm một cô con gái nữa. Tất cả ba cô đều có một nền tảng giáo dục vững chắc và thường đi du lịch nhiều nơi. Khi Catherine 21 tuổi, là con gái nhà giàu, ngài sẵn sàng có địa vị trong xã hội. Nhưng khi chăm sóc người mẹ ghẻ trong 3 năm bị ung thư, ngài thấy rằng mọi tài sản của dòng họ Drexel cũng không thể cứu được con người khỏi sự đau khổ và cái chết. Từ đó cuộc đời ngài thay đổi đáng kể. Vào năm 1885, ông Drexel từ trần để lại gia tài kếch xù cho ba cô con gái. Lúc bấy giờ, Catherine và hai chị em đều gia nhập tổ chức Tông đồ Giáo dân. Họ thường để ý đến hoàn cảnh khó khăn của người da đỏ và thường bàng hoàng khi đọc những câu chuyện về người da đỏ Mỹ Châu. Trong chuyến du lịch Âu Châu, ngài được gặp Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 và xin Đức Thánh Cha gửi thêm các nhà truyền giáo đến Wyoming để giúp đỡ bạn của ngài, là Đức Giám mục James O'Connor. Đức Giáo Hoàng trả lời, tại sao chính con không trở nên nhà truyền giáo? Câu trả lời ấy đã kích động ngài đến độ phải nằm bệnh trong vài ngày. Trở về Hoa Kỳ, ngài đến thăm người da đỏ Dakota, gặp tù trưởng Red Cloud và bắt đầu giúp đỡ họ. Việc lập gia đình đối với Catherine thì quá dễ dàng. Nhưng sau các cuộc thảo luận với Đức Giám mục O'Connor, Catherine viết trong nhật ký năm 1889: ngày lễ Thánh Giuse năm ấy đã đem lại cho tôi một ơn sủng lớn lao để có thể hy sinh quãng đời còn lại cho người da đỏ và da màu. Vào ngày 7 tháng 11 năm 1889, ngài mặc áo ròng và lấy tên là Sir Mary Catherine. Năm ấy, các nhật báo lớn ở Hoa Kỳ đều chạy hàng chữ ngay, dám bỏ 7 triệu đô la. Sau 3 năm rưỡi huấn luyện, Catherine và 13 nữ tu đầu tiên của ngài, Sisters of the Blessed Sacrament for Indians and Colored, nữ tu thánh thể cho người da đỏ và da màu, mở trường học ở Santa Fe. Tiếp đó, các trường học nối đuôi nhau thành lập. Vào năm 1915, ngài thành lập Đại học Xavier ở New Orleans, là đại học đầu tiên ở Hoa Kỳ dành cho người da đen. Cho đến năm 1942, ngài đã thiết lập xong hệ thống trường công giáo cho người da đen trong 13 tiểu bang, cộng thêm 40 trung tâm truyền giáo và 23 trường làng. Những người kỳ thị chủng tộc đã quấy phá công việc của ngài. Họ đốt cả một trường học của ngài ở Pennsylvania. Tổng cộng, ngài đã thành lập 50 trung tâm truyền giáo cho người da đỏ trong 16 tiểu bang. Khi 77 tuổi, ngài bị kích xúc tim nhưng vẫn tiếp tục đến các trung tâm truyền giáo để hướng dẫn các sơ trong dòng. Vào năm 1941, ngài cử mừng lễ Kim Khánh thành lập dòng và Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã đề cập đến thành quả của ngài như một trang sử huy hoàng trong biên niên sử của giáo hội. Trong những năm cuối đời, mẹ Catherine Drexel bị liệt
Ngài sống âm thầm cầu nguyện trong căn phòng nhỏ nhìn về phía cung thánh. Nhiều mẩu giấy ghi lại các lời cầu nguyện của Ngài, cũng như những suy niệm và những nguyện vọng vô tận. Ngài từ trần khi 96 tuổi. Tổng cộng, Ngài đã dùng 12 triệu đô la tài sản của Ngài cho công cuộc truyền giáo cho người da đỏ và da đen ở Hoa Kỳ. Vào tháng 11 năm 1988, Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong chân phước, và đầu tháng 10 năm 2000, Ngài đã được phong thánh. Các thánh luôn luôn có những lời khuyên giống nhau. Hãy cầu nguyện, sống khiêm tốn, chấp nhận thập giá, hãy yêu thương và tha thứ cho tha nhân. Nhưng khi được nghe những lời ấy từ một người, có thể tất cả những giàu sang của trần thế, được báo chí phỏng vấn, được du lịch trên các toa xe lửa hạng sang, thì đó là một nhắc nhở mạnh mẽ cho chúng ta biết sự thánh thiện có thể thực hiện được trong thế giới hôm nay cũng như ở Jerusalem hoặc Roma thuở xưa. Sự kiên nhẫn và khiêm tốn chịu đựng thập giá, dù bất cứ thập giá nào, là công việc cao cả nhất mà chúng ta phải thi hành. Ôi, dù đã 84 tuổi mà tôi vẫn còn xa vời với hình ảnh của Đức Giê-xu trong cuộc đời thánh thiện của Ngài ở trần thế. Trích lời của mẹ Catherine Drexel. Lời Chúa thương tặng ban, tim con rộn vang theo cùng đàn thiết tha hoa trang. Cảm tạ tình Chúa đã yêu thương dìu con bước lên, khoác trên thân mình tấm áo tình yêu quá cao siêu. Đời con nguyện xin bước theo Ngài mãi từ đây, tuy chung và sắt son, ôi tấm áo hồng ân, tấm áo hồng ân dấu duyên tình Chúa thương trọn con, theo chân Ngài luôn để một đời dân thân vì yêu. Dẫu trong đời sống áo có phai nhạt theo tháng năm, sắc thân mỏi mòn nguyện giữ tình yêu Chúa trung kiên. Đời con dâng tiến Chúa, tình yêu Chúa cao siêu, ân tình Ngài đưa dẫn con. Tháng năm đời con nguyện xin bước theo Ngài mãi từ đây, thủy chung và sắt son, ôi tấm áo hồng.